rất cơ hội vàng khi được học tập trong môi trường đa trải nghiệm chuẩn Gen Z, sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Hồn Tết ghi dấu ấn bởi sự năng động, nhiệt huyết, sáng tạo hết mình, tự tin chiếm lĩnh mọi mặt trận. Bí quyết làm nên điều đặc biệt này, đầu tiên phải kể đến là Hotecher vừa trau dồi kiến thức chuyên môn, vừa chủ động tiếp thu nguồn tri thức nghề nghiệp thông qua các hội thảo, talk show, workshop bổ ích. Chất chơi hơn nữa chính là chuỗi live show fashion show, cũng chính là đồ án môn học do chính tay các bạn thực hiện, từ khâu lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho đến điều phối sân khấu, mời dàn khách mời khủng. Năng động sáng tạo còn thể hiện qua việc thần dân khu Tết luôn trong tâm thế sẵn sàng thả mình vào các hoạt động ngoại khóa thực chất. Sân trường luôn rộn ràng với các hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi đến từ các câu lạc bộ như câu lạc bộ HAT, câu lạc bộ guitar, câu lạc bộ model. Chưa dừng lại ở đó, các bạn còn tiếp tục bùng hết sức trẻ tại các sân chơi quy mô hoành tráng như Miss Hồ Tết, Hồ Tết Got Talent, hội thao Hồ Tết Game và hàng loạt cuộc thi lớn nhỏ được tổ chức xuyên suốt năm học. Với thái độ tích cực, không ngại trải nghiệm, không ngại sai sót, sinh viên tự tin bộc lộ hết mọi tài lẻ cá nhân trên mọi lĩnh vực, từ học thuật, văn hóa nghệ thuật, thể thao. Vượt ra khỏi khuôn khổ trường đại học, các bạn mạnh dạn nắm bắt cơ hội học tập và trải nghiệm tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nắm bắt lợi thế học tập tại ngôi trường có mạng lưới hợp tác doanh nghiệp chặt chẽ. Hotecher sớm tham gia chương trình kiến tập, thực tập để tích lũy hành trang, sẵn sàng thích nghi với văn hóa doanh nghiệp ngay sau khi ra trường. Năng động, sáng tạo và tích cực tích lũy đa trải nghiệm, đa kiến thức tại giảng đường sắc màu chính là bệ phóng để sinh viên Hồ Tết tạo độ nhận diện thương hiệu trong mắt xã hội và sẵn sàng tỏa sáng trong sự nghiệp sau này.